Đầu chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay là bài hát múa Giọt sương và ánh mắt trẻ thơ, sáng tác Bùi Anh Tuấn, tiết mục của giáo viên, học sinh và phụ huynh khối lớp 2 biểu diễn. Chúng ta hãy mở một tràng vỗ tay để chào đón tiếp tục đoàn viên. Xin trân trọng kính mời các bạn. Đây rồi, vui quá. Hôm nay trường làm gì mà rất vui thế con? Dạ, hôm nay trường có tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 2081 ạ. À đúng rồi, thế con làm gì để chúc mừng các thầy cô nhỉ? Dạ, con cần phải quán hơn, học giỏi hơn để chúc mừng các thầy cô ạ. À. Rồi, con của mẹ ngoan lắm. Thôi, đến giờ vào lớp rồi, con vào học nhé. Vâng, con chào mẹ ạ. Chào con. Thank you.